Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. 7 điều hạnh phúc mà ta hay lãng quên. Ngày xưa có lần tập đoàn yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói, chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ? Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp, biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy? Một yêu tinh khác cho ý kiến. Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem. Nhưng ý kiến đó lại bị phản đối ngay. Không được, con người rất khỏe mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu. Một yêu tinh khác lại có ý tưởng. Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối. Không, con người rất tò mò, họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển, rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết. Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên, hay để nó ở một hành tinh khác đi. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp, không được, con người rất thông minh, càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi. Bảy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ, chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến. Tôi biết, ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Gần ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu. Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này. Và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm tìm hạnh phúc mà không biết nó đã giấu ngay trong tâm hồn mình. Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người. Hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công đi tìm kiếm. Chúng ta thường đi tìm một cái gì đó bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn. Tâm luôn phóng ra ngoài, chạy theo trần cảnh. Sau đây là 7 điều hạnh phúc cần quán triệt. 1. Ta có tiện nghi vật chất. Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng, xe hơi, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén. Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có. Đó là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở như che mưa nắng, không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi. Họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư, ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm. Tối đến họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình, bạn có đói đến nỗi thiếu ăn hay không? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân? Nếu chưa đến nỗi như vậy, thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ, thì bao nhiêu cũng đủ. Khi tâm tham, muốn đòi hỏi nhiều, thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thiếu thốn. Người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ. 2. Ta đang còn sống. Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật từ côn trùng, sâu bọ, thú vật cho đến con người. Loại nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa chúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống, thì bạn sẽ lựa chọn cái nào? Ở đời ai cũng lo đi tìm kiếm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để đảm bảo sự sống an toàn, tiện nghi. Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chi hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc, quý hơn gấp trăm ngàn triệu ngàn lần. Ngay cả 1 tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida AIDS. Vậy mà sáng nay, mở mắt thức dậy còn sống, bạn có thấy mình hạnh phúc không?
Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng, thì hãy nhớ lại ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả. 3. Ta có đủ 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có người đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù, điếc hoặc câm què tàn tật. Nhưng những người này dù có tiền, có sức cũng đâu sung sướng gì. Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao? Chỉ cần nhắm mắt lại trong 5, 10 phút đi tới đi lui trong căn nhà mình. Bạn có thể hiểu được nỗi khổ của người mù không? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng, thấy được trời xanh, mây trắng, tai nghe được chim hót, nhạc hay, mũi ngửi được mùi cây thơm, miệng nói năng được với người thương, thân không quẻ quặt, tâm không điên loạn. Như vậy còn đòi hỏi gì hơn? Chỉ cần mất đi một căn thôi, đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa, nhớ lại mình còn nguyên vẹn 6 căn, cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau. 4. Ta có tự do. Tự do ở đây là không bị tù đầy, chứ không có ý nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý, tất cả chúng ta đều là tù nhân của 3 cõi 6 đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do. Hiện tại bạn có đang ở tù không? Có đang bị trói buộc xiềng xích không? Có ai cấm bạn đi đứng nói năng ăn uống không? Có ai đánh đập theo dõi kiểm soát bạn không? Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không? Dù đó là tù ở Pháp, ở Mỹ, có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn, ở xứ nghèo chăng? Ở Mỹ nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân, nhưng chính những người từ đánh đập, áp bức, hiếp dâm lẫn nhau rất dã man. Ngay bây giờ nhìn lại, bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không? Nhớ ai thì lên xe rổ máy đi thăm. Thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng. Có biết bao người đang bị tù đầy khổ sở, trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi. Đừng để khi mất tự do rồi, mới ước mơ thì quá muộn. 5. Ta có tình thương. Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn, không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân hoa nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim, tiếng Hán là tâm, bản chất của tâm, tim là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra sử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tâm phép quán từ bi. Hiện tại, bạn có ai là người thân thương không? Có cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè không? Có ai đau thương và lo lắng cho bạn không? Có tình thương, biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này. 6. Ta có sức khỏe. Sự sống quý nhất trên đời, sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ ở Thế vận hội, mà chỉ cần không đau nhức bệnh hoạn, không có bệnh trầm kha nan y. Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh nọ, bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau mới chịu nổi, nếu không thì đau đớn rên xiết như bị hành hình ở trong địa ngục. Bệnh nhẹ như cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi, khó thở, đau nhức. Mỗi khi khỏe mạnh, không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ ý thức đó là hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ không yên, hết nằm nhà thương này đến nhà thương nọ, có tiền như vậy đâu có sướng. Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả. 7. Ta có sự hiểu thấu. Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý, chứ không phải kiến thức bằng cấp. Không kể người khùng điên mất trí hoặc bị bệnh tâm thần, mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết
về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt, không điên khùng mất trí, lại gặp được Phật Pháp, học hiểu giáo lý giải thoát, đó là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp, khó gặp được. Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc, thì bạn cần phải hạ sơn đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết, người bệnh để thấy họ khổ ra sao, tiếp xúc với người tàn tật, người tù, người ăn xin, người cô đơn, người ngu cố chấp, thì may ra nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ, thấy mình hạnh phúc. Phần cuối video hôm nay xin được dành lời cảm ơn cho các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.